chào mừng tất cả các bạn, mình là MC Hà Vi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Khám phá Hà Nội. Hiện tại mình đang có mặt ở ga trên cao đầu tiên tại Việt Nam, đó là ga Cát Linh. Ấn tượng đầu tiên của mình về ga là được to, rất to, đẹp và được trang bị bởi một màu xanh bắt mắt. Về thiết kế, nhà ga được trang bị camera, thang cuốn, biển chỉ dẫn ở những người giám sát, an ninh. Các bạn hãy đến ga Cát Linh để trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời này. Mình là MC Hà Vi và hẹn gặp lại các bạn.